Trong hiểm nguy, một người đàn ông bất chấp nguy hiểm treo lên tầng tum của ngôi nhà 2 tầng đang bốc cháy dữ dội, giải cứu thành công một bé gái bị mắc kẹt. Phóng viên VTC14 đã tìm gặp người hùng cứu sống bé gái để nghe những tâm sự từ anh, một người bất chấp hiểm nguy để hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy trong công tác cứu hộ cứu nạn. Đây là hiện trường đám cháy xảy ra ngày 12 tháng 1 tại căn nhà nằm sâu trong ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trên tầng 3 của căn nhà có một bé gái mắc kẹt. Bất chấp nguy hiểm, anh Trung Văn Nam đã trèo lên mái nhà bên cạnh giải cứu an toàn. Với anh, việc cứu bé gái khỏi đám cháy là điều quan trọng nhất và bắt buộc phải làm. Thì lúc đấy khối ở trong đấy nó ùa ra. Thì em cũng nghe một tiếng kêu là chú ơi cứu cháu với. Đấy. Thì lúc đấy mình giật mình cũng nghĩ là biết là ở trong nhà đấy có người. Chứ không nghĩ là đấy người ta ra hết rồi. Xong lúc đấy mình bình tĩnh vào mình thấy cửa đấy cửa sắt đấy mình dùng tay mình lắc cũng không được, sau dùng chân đạp phát mấy cái xong tự nhiên nó bật ra. Bật ra thì lúc đấy lửa nó tùm hết rồi, mà khối nó tùm hết rồi. Mà nó nóng. Thì lúc đấy đạp cửa ra thì không thấy người đâu cả. Chứ lúc đấy là mình theo các bản năng mình chung người vào, mình dùng tay mình vơ qua vơ lại thì đỡ đụng người. Bia đấy kiểu là không đủ sức là đứng là nó nằm tại chỗ rồi. Thì lúc đấy mình dùng hết sức mình chua người vào, mình xộc vào nách, mình nhấc hết cỡ ra. Nhưng công nhận bia đấy nặng, mình cố gắng mình nhấc được ra là đưa bia ra ngoài. Ở đấy cái địa hình trèo nó hơi khó. Bọn em cố tại vì không có thấy không ai trèo lên đâu. Giờ mấy anh em cố để đưa Nam lên, một người lên trước. Thì để mà phá cửa trên thì xem là cứu cháu ra. Đưa được cháu ra ngoài thì bọn em rất là mừng. Nhưng mà lúc ấy nghe vẫn còn một em ở trong nữa. Thì lúc đấy bọn em nghe bọn em hơi hoảng. Thì cũng muốn vào cứu nhưng mà lửa cháy to quá, không vào được nữa. Sau khi anh Nam đưa bé gái ra ngoài mái tôn, lực lượng chức năng đã dùng xe thang đưa cháu bé xuống và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập thiết bị điện cũ ở tầng 2 của căn nhà, nhưng gia đình không phát hiện ra.